Đây có thể xem là một phép màu đối với bệnh nhân Nguyễn Văn Đức và gia đình, cũng như hàng trăm y bác sĩ đồng hành, bởi đây là kỹ thuật ghép phổi mới, phức tạp, cũng là ca đầu tiên tại Việt Nam hoàn toàn được thực hiện bởi 100% bác sĩ trong nước, không có yếu tố nước ngoài. Ca ghép phổi này cũng là trường hợp ghép phổi trải qua những cung bậc hiếm gặp trong y văn thế giới, như tình trạng bệnh chưa ghép quá nặng, bác sĩ tiên lượng chỉ còn sống bằng giây bằng phút, bởi phổi đã bị hỏng hoàn toàn. Phổi được ghép bởi người cho tạng chết não là phổi hoàn toàn bị động, không có sự chuẩn bị chu đáo như ghép từ người cho sống. Nhưng sau 10 tháng điều trị, đến nay bệnh nhân đã được ra viện, khẳng định sự quyết tâm cố gắng không mệt mỏi của gia đình bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ chuyên gia.